Thưa quý vị, tiếp đồng chí Thông Sa Văn Phong Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề nghị hai ban đối ngoại hai đảng cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác với tinh thần gắn bó trong công việc và thấm tình đồng chí anh em, đặc biệt là phối hợp tham mưu việc triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, chia sẻ ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và trên thế giới. Chào mừng đồng chí Thông Sa Vanh Vong Vi Hẳn lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mối quan hệ tình hữu nghị Việt Nam-Lào là hết sức đặc biệt. Mỗi bước đi, mỗi thành tựu trong bảo vệ xây dựng đất nước Việt Nam luôn có sự ủng hộ giúp sức của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ khích lệ với Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị để hoạt động hợp tác của hai đảng ngày càng hiệu quả, rất cần đến vai trò tham mưu của ban đối ngoại hai đảng, nhất là trong triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thông Sa Vanh Phong Vi Hẳn trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời chúc tốt đẹp của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tho Luân Sĩ Sulit tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nằm trong chương trình hợp tác kế hoạch làm việc giữa ban đối ngoại hai đảng đồng chí thông sa vanh phong vi hẳn cho rằng thời gian này hai đảng đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi đảng và đối ngoại hai đảng sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo hai đảng hai nhà nước nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước.